nên đã đưa ra ví dụ về nhĩ căn tự đoan chánh này, tức là Bồ Tát Quán Âm phản văn tự tánh nhĩ căn viên thông, Bồ Tát không đuổi theo văn trần. Phản văn tự tánh là vì đoan nhĩ, vì pháp môn này của Quán Âm Đại Sĩ có liên quan mật thiết với pháp môn niệm Phật. Quý vị xem Ngài Ấn Quang, đây là y theo tuần tự giáo huấn ngày xưa của chư vị tổ sư dạy chúng ta niệm như thế nào. Phật hiệu sanh khởi từ trong tâm. Phải chú ý điều này. Chú ý như thế nào? Tâm ta là Phật A-di-đà, nên Phật hiệu sinh khởi từ tâm. Trong tâm không có Phật A-di-đà, Phật A-di-đà từ bên ngoài vào, không phải trong tâm quý vị. Ý nghĩa này rất sâu, lại không thể không biết. Trong lòng có thật, thế nào là thật có? Niệm niệm không quên, nghĩa là tâm niệm đứng đầu trong tâm, niệm niệm không quên. Đôi khi hình như quên, thật ra không quên. Như trước đây tôi ở cảnh Mỹ, Đài Bắc, nơi thư viện Hoa Tạng. Lúc nghỉ Tết, có một vị cư sĩ khoảng hơn 70 tuổi, đầu năm đến thăm tôi, nói với tôi. Ông nói: "Thầy ơi, mấy năm nay công phu niệm Phật của tôi rất đắc lực." Tôi nói: "Tốt quá, quả rất khó được." Ông nói: "Tôi buông bỏ hết tất cả, nhưng còn một việc chưa buông bỏ." Tôi hỏi: "Điều gì chưa buông được?" "Không buông được các cháu." Không phải ông từ sáng đến tối đều nghĩ đến các cháu, không có. Ông không có niệm, nhưng sao? Trong lòng ông ta thật sự chưa buông. Tôi liền nói với ông, tôi nói: "Ông đem Phật A-di-đà đổi vào vị trí của các cháu sẽ thành công." Đổi như thế nào? Cháu chắc chính là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà chính là cháu chắc. Khi ý niệm này thay đổi, công phu của ông liền đắc lực. Thay đổi như vậy có tội chăng? Quý vị nên biết, đứa cháu đó của ông thật sự là Phật A-di-đà, không phải giả. Ai nói vậy? Được Thế Tôn nói: "Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Cháu của mình là chúng sanh, nó vốn là Phật. Nó vốn là vị Phật nào? Vốn là Phật A-di-đà." Nếu quý vị quán được như thế, cảnh giới liền thay đổi. Đây không phải đại bất kính, mà là giúp quý vị đến thế giới cực lạc để thành Phật. Quý vị đến thế giới cực lạc thành Phật gì? Đến đó học với Phật A-di-đà, tương lai học thành tựu, không phải chính là Phật A-di-đà ư? Phật A-di-đà tuyệt đối không có chấp trước, không có phân biệt. Tôi là Phật A-di-đà, quý vị không được dùng tên tôi. Tuyệt đối Ngài không nói như vậy. Phật A-di-đà là Phật cứu cánh viên mãn. Mỗi vị Phật đều có thể tu đến cứu cánh viên mãn.
tôi đến cứu cánh viên mãn, tức gọi là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là thông hiệu của hết thảy chư Phật. Mỗi vị Phật đều có thể gọi là Phật A Di Đà. Phật không có danh hiệu. Từ trên phương diện cứu cánh viên mạng để nói thì tất cả đều là Phật A-di-đà. Vậy Đức Thế Tôn thì sao? Danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo hóa chúng sanh, từ chúng sanh khởi. Thích Ca là nhân từ, Mâu Ni là thanh tịnh. Nếu chúng ta hỏi vị Phật nào không thanh tịnh, vị Phật nào không nhân từ, mỗi vị Phật đều là Thích Ca Mâu Ni. Danh hiệu của Phật là Tánh Đức, danh hiệu của Bồ Tát là Tu Đức. Tánh tu không hai, tánh tu nhất như. Đây là cảnh giới Hoa Nghiêm. Nên đây là thật, không phải giả. Đây không phải là vọng tưởng, giúp chúng ta đi vào công phu quán chiếu, có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi. Đây là người biết niệm Phật. Trong lòng ngoài Phật A-di-đà ra không có ý niệm thứ hai. Niệm thứ hai là Phật A-di-đà, niệm thứ ba là Phật A-di-đà, tất cả các niệm đều là Phật A-di-đà. Như vậy sao không giảng sanh được? Nhất định giảng sanh. Phiền phức ở đâu? Phiền phức ở chỗ chấp trước. Chấp trước là sai lầm. Chấp trước là mạt na biến hiện ra. Mạt na là nhiễm ô, nguồn gốc của căn bản. Cần phải nhổ tận gốc này, nghĩa là dùng câu danh hiệu này nhổ toàn bộ tất cả gốc bất thiện. Điều này quá tốt. Tịnh tâm vô cùng phương tiện thù thắng. Khiến tất cả chúng sanh có duyên gặp được pháp môn này, gặp được phương pháp tu hành này, họ thật sự nghe hiểu, nghe rõ ràng, y giáo phụng hành, đời này họ nhất định làm Phật.